Tèn 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 tèn. Rồi tặng em. Tèn 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 tèn. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Em tên Nguyễn Hoàng Long, năm nay em 35 tuổi, em đang sinh sống và làm việc ở Tiền Giang. Em là quản lý tổ ngành hàng của Cốc Mắt Cầu Công. Rất rõ ràng, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Châu Trần Tuyết Ngân, năm nay em 28 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em ở quận 8. Em là nhân viên điều dưỡng. Đến Tiền Giang chơi lần nào chưa? Về miền Tây chưa? Quê nội ở nhà Cầu Công. Không biết tiếng Trung không? Chung đó, Gò Công Tiền Giang chung đúng không anh? Trời đất ơi, Gò Công mà nói giờ không biết phải Tiền Giang không? Gò Công là một huyện của Tiền Giang. Em miền Gò Công quê hương Trương Định. Có biển nè ha, dàm láng nè ha. Có rất là nhiều trái cây như là mít, xoài, ổi, mận, sabu chê, vân vân. Đó, giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Rồi, có dịp về mà đặc biệt có cái là quê hương của hai người hoàng hậu. Đúng Việt rồi, Nam, đúng. Giới thiệu cho biết luôn em. Dạ, Từ Vũ. Dạ, hoàng hậu Nam Phương. Đó, thấy chưa? Biết không? Không biết luôn. Trời ơi. Trời ơi trời, cô làm điều dưỡng ở đâu? Hả? Không, Từ Vũ, từ từ em sẽ biết. Trời ơi. Lo. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm của em đi. Ưu điểm của em á là em có siêng năng. Siêng năng. Biết nấu ăn. Rồi gì nữa? Bình thường thì em ít đi chơi ở nhà thôi. Khuyết điểm của em là gì? Hơi khó tính, làm biếng nữa, nói chung là ở nhà không có đi đâu, ít bạn bè lắm. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em á là kỹ tính, sạch sẽ, chỉnh chu. Dạ, còn khuyết điểm là nói chung ngủ ngại trước đám đông, ngại nói chuyện. Bình thường em xàm xàm được, nhưng giờ đám đông em run, em hay run. Xàm. À, xàm cho nó vui. Dạ. Cuộc sống mà đôi khi nó áp lực đúng dạ, không em? Dạ, áp lực. Nó, em nói em kỹ tính là em kỹ làm sao? Ví dụ em vài cái kỹ chị nghe coi. Dạ, thì đồ thì em tự ủi em đi làm, tóc thì em 15 ngày em hết một lần. À. Ta cũng tốn tiền hớt tóc dữ ha. Dạ. Không, em hớt tóc đi quê đâu có nhiêu. Dạ. Anh hớt hớt có 7.000 cái đầu, bo 3.000 là 10.000. Tưởng anh Linh là bao lâu cắt tóc? Dạ, rồi? Massage luôn đó chị. Massage, dạ, massage. Anh là cứ 10 ngày làm là không có cần phải vô spa này kia hớt cho mắt. Anh hớt dạo không dạ, à? Dạ, gốc me không à chị? Gốc me, gốc xoài gì đó. Rồi. Cứ đưa cái miếng dù ít cái lấy hớt còn còn rồi xong. Nãy giờ thấy cũng là lanh lanh đó chứ đâu có phải ít nói gì đâu. Quản lý ngành hàng mà đâu có vừa. Thời gian rảnh thì em làm gì? Dạ em rảnh thì mình em chơi thể thao. Môn gì? Dạ bóng chuyền, dở lắm. Cái vị trí nào mà tệ nhất là em đứng cái đó đó chị. Lụm banh đầu ví dụ như vậy á. Em thích lắm, chiều em ngồi ra phải chờ, ngồi đợi tụi nó ra chứ đủ mới chơi. Tại nó đâu đánh đâu có banh đâu lụm. Dạ. Em là không có giỏi về thể thao vậy. Em cũng... không có chơi thể thao. Tình trường của em như thế nào? Từ trước giờ em chưa quen ai là mới tình chính thức. Có bạn bè giới thiệu thì cũng được hai mối nhưng mà chỉ đi dừng ở điểm uống nước lần đầu tiên là không thấy không hợp là em không đi. Lý do sao em người ta không hợp em hay em không hợp người ta? Nhiều khi mới cái anh đó thì mới quen nhưng mà chưa hết mà ảnh giống như anh đi nói với tất cả mọi người em giống như là bạn gái của ảnh vậy, mặc định em là bạn gái mà khi đó em với ảnh chưa có sợ là xác định uống nước cũng chưa hay gì cũng chưa, đang làm chung thì ghẹo chọc vậy thôi. Cái ảnh nói như ta là em bạn gái ảnh, cái em ghét quá em ve luôn. Rồi một anh nữa. Anh nữa thì cũng mới quen mà ảnh cứ nói chuyện theo kiểu cũng chưa xác định, cũng mới đi uống nước lần đầu mà nói chuyện theo yêu đương sánh xuống với lại nói chuyện theo tình cảm mà em thấy không có thật nên em không... Coi như là sến mà sến xạo không có dạ, thiệt đúng không? Ừ. Em có thích lãng mạn không? Dạ cũng mất nhiều vừa thôi chứ làm quá em thấy em chạy trước. Không chưa? Chưa luôn. Chưa tính sức mà. Trời ơi, 28 tuổi xinh vậy mà chưa có bạn trai, chưa có nụ hôn đầu đời thì nghe hay quá anh trai hả? Dạ, tuổi thơ bất hạnh quá. Trời ơi. Tuổi thơ bất hạnh. Còn em có bất hạnh không? Dạ thì mối tình em thì cũng có ấn tượng nhất là hai mối tình gần đây nhất, chia tay cách đây 5 rưỡi là mối tình cuối cùng. Rồi sau đó thì cũng thề ở vậy. Nhưng mà cơ duyên đến đây. Thầy ở vậy rồi sao đăng ký đây làm chi? Dạ, sao tự nhiên thích thích gì? Thích lấy vợ. Nhưng mà điều trước đó là có bị cú sốc gì không? Là tại sao chia tay mà phải nghĩ là mình sẽ ở vậy? Mối tình đó là khi em quen bé đó, khi em chuyển đơn vị công tác về với nhà đó, sau là bé không chịu về, cũng buồn, thôi chia tay. Sao không về? Bé ở về Tiền Giang. Hóc Môn. Dạ, Hóc Môn 12 đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi, để anh hỏi thử coi bé bên kia có chịu về hay không nha. Em gái. Dạ. Nếu mà lấy chồng á, em có thể về quê chồng ở dưới Gò Công được không? Em thì em xác định là mình muốn ở rể. Em có thể ở rể được không?
bên kia dễ thương lắm. Để từ từ em tính anh. Nếu mà điều kiện thích hợp, môi trường thuận lợi, đúng rồi, thì em cũng chấp nhận. Ở đâu công việc tốt, điều kiện tốt ở thôi. Nói vậy thôi, cho anh nói cho em gái nghe nha. Gò Công với thành phố Hồ Chí Minh không có xa gì. Bây giờ người ta đi quốc lộ 50 ha, dạ, đi qua cầu Mỹ Lợi rồi tới Gò Công rồi. Gò Công đẹp lắm em, có biển rồi kia, nó lãng mạn trữ tình lắm. Làm dâu làm rể gì cũng được hết ha. Muốn có người yêu như thế nào? Cao 1m7. Cao nhiêu? Xém. Lớn hơn em thì 2-3 tuổi. Có. Em 28, anh 7 tuổi rồi đó. Thì 2-3 tuổi với 7 tuổi nó có khác gì nhau đâu. Bù vô tình yêu, sự chăm sóc. Biết quan tâm chăm sóc nè. Người con trai hoàn chỉnh. Em không thích gì người đàn ông? Nói nhiều. Công việc thì cũng hơi nói nhiều đúng không? Cũng có đôi khi nó hơi xàm. Nó xàm, đúng rồi đó. Nhưng mà vui. Anh hứa với em đàn trai dễ thương lắm. Dạ, hứa không anh? Hứa. Tuổi thơ nó hơi trục trặc. Em không tin lại mấy tới giờ luôn á. Chưa hung luôn mà. Ráng hồi hung nha. Hung nó đã lắm. Nụ hôn đầu tiên, trời ơi. Nhắm mắt lại. Đã lắm em. Khi nào tiến tới hôn nhân được? Một năm. À, một năm mình kết hôn được không? Dạ em chuẩn bị hết cáo rồi chị. Chuẩn bị tinh thần. Hết cáo rồi hả? Hết cáo rồi hả? Có nhà có cửa gì chưa? Dạ dạ còn ở chung với gia đình chị. Với má em. Là lấy vợ về là về làm dâu đó phải không? Dạ. Rồi bây giờ lấy vợ về 1 tháng đưa cho vợ nhiêu? 3-4 tháng lương. Đúng, cũng được. Bây giờ rủ vợ về quê Gò Công thì có cái công việc gì, có xin được việc làm cho vợ không? Vợ làm điều dưỡng đó. Sao không siêu thị được chị? Siêu thị làm gì có ai cần điều dưỡng. Nói chung thì nếu mà tiến tới thì mình nghiên cứu chứ. Bây giờ rủ vợ đi về quê mình thì là vợ hy sinh xa gia đình đi về quê mình thì phải lo được cho vợ. Dạ. Em 35 tuổi thì em chưa quyết định mà em còn nghiên cứu cái gì nữa. Thì cái tôi rầu ông quá thì. Bây giờ yêu xa thì ông một tuần ông gặp bạn gái ông được mấy lần? Thì nếu mà ở quận 8 thì đâu có xa đâu. Cái 50 cây số là tới. Thì bây giờ tôi hỏi từng gặp được mấy lần ông tính chi cho mệt vậy? Dạ được 2 lần. Tôi ráng hỏi bên đây coi được không? Dễ thương đấy em. Đi vô mấy siêu lần thị cũng gặp hết á. Ta dọn siêu thị lên ta ở đây luôn đi. Vô siêu thị làm điều dưỡng. Thực chất á là em đã làm quản lý ngành hàng ở siêu thị rồi thì ở đâu cũng có siêu thị hết trơn á. Dạ. Chuyển qua chuyển lại nó không có khó. Nếu cần anh xin cho em. Hả? Được chưa? Thấy anh ủng hộ cặp này đó, tự dân Tiền Giang anh có cảm tình lắm. Cùng quê ha. Anh là quê Tiền Giang mà. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo không em? Dạ em có cô với chị. Xin kính chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cháu trai và gia đình của cháu. Tôi là cô ruột của Tuyết Ngân. Dạ. Theo cháu trai nói thì cháu ở Tiền Giang là Gò Công mà cháu ở Chợ Gạo hả? Nhà con ở Chợ Gạo, con làm ở Gò Công. Tại vì quê nội của Tuyết Ngân là ở Gò Công Tây. Dạ, vậy là giáp ranh với con. Giáp ranh luôn. Con ở ngay ngã tư Giáp Hạt. Cô có một bà dì ở Chợ Gạo, thành ra cô cũng biết ở đó. Dạ. Thấy chưa, cô biết vậy mà cháu nó không biết gì hết. Cháu cũng ít có đi về. Cô thấy dân Tiền Giang dễ thương không? Thì nếu mà nói về dân Tiền Giang thì ok rồi. Nhìn cháu trai đây thì cô thấy cũng được. Thì ở đây là cô cũng tán thành. Dạ, con cảm ơn cô. Tuổi 35 này thì cô hy vọng là cháu sẽ chững chạc, là có thể lo cho cháu cô được. Lý do mà Ngân nó muốn cháu về làm rể là tại vì chị có 2 chị em thôi. Và chị thì đã ra ở riêng rồi. Thành ra thì Ngân nó muốn kiếm một người có thể mà ở rể được. Duyên nợ đi con, chồng đâu thì vợ đó. Nó chưa gặp thôi, nó gật đầu lia lịa cho coi. Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay em đi với ai? Em đi với chị họ của em. Em chào Quyền Linh. Dạ, chào chị. Chào Cát Tường. Dạ, chào chị. Em gái với chào khán giả ở dưới quê. Tôi coi chương trình này là tôi phe của Cát Tường không hà. Dạ. Chứ trái ngang ngược lại khi mà đi lên chương trình này lại là đi cho đàn trai. Lên đây mấy phút thôi nên nó không có thể hiện hết cái những gì mà cái ưu điểm của mình. Dạ. Nên thành ra thôi cho tôi bổ sung đi. Rồi giờ cho Cát Tường nói vô giùm nha. Dạ. Cái gia đình của tôi là có cái truyền thống như nè, là quý phụ nữ. Dạ. Nể và cưng phụ nữ. Dạ. Nếu ai mà nghĩa là em là 30 mấy tuổi nhưng mà không phải là ế nha, đừng nói ế nha. Dạ. Là chậm mà chắc,
ai có cưới vợ là cũng có hạnh phúc hết. Về cưng vợ, tới năm nay là ba chị là 86 tuổi mà vẫn kêu má chị là mình ơi, em. Dễ thương quá. Cát Tường nói thêm vô chứ có mấy phút là em chị không thể nào nói được. Hồi đó mình coi ở nhà mình không thấy cực khổ của cái chương trình. Khi em mình có đăng ký rồi á thì thấy là cái cô gì đó cổ gọi điện thoại nè, cổ đi tới đi lui này kia, mình nói rất là cảm ơn chương trình. Lên trên này rồi em cũng nên cho Long một cơ hội đi, chứ tại vì lên có mấy phút làm sao mình có thể thể hiện được cái cá tính chị tốt của lo mình cho em quá, lo cho em quá trời luôn. Dạ anh chào chị, tại là phần ở đó thì em ở đây nhiều nên đối với việc quê thì em cũng hơi ít vậy nên em cũng không rành gì ở dưới nhiều. Nếu mà được thì em cũng phải về, đi theo chồng rồi về quê làm dâu. Dạ. Nếu mà hai đứa bấm nút thì đãi trái cây ăn. Chị với nó có vườn, vườn sầu riêng cũng có mà vườn dừa cũng có. Trời ơi. Long ơi, cái quyết định là do nơi em nha. Nếu ngồi ngay vị trí của em hả chị, bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, mở hàng rau. Thời gian này là của em đó Long. Dương tùm lum. Đó cái gì vậy ông? Tèn 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 tèn. Rồi tặng em. Tèn 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 tèn. Rồi chào em. Anh nói sàm gì anh nói chút đi. Anh cũng gì em sàm sàm vậy thôi chứ nhiều khi trong đám đông anh cũng rung á. Sao anh thấy anh đâu có rung đâu? Rung vậy đó. Nó nằm nhảy nhảy nó nhiều hơn em nhiều luôn á. Vậy hả? Rồi anh có hay nhậu nhẹt hút thuốc gì không anh? Em không thích nhậu nhẹt hút thuốc. Anh không nhậu, cũng không uống thuốc, ngoan. Ngoan, em cũng ngoan. Nếu mà có điều kiện anh sẽ kể lên toàn cái tuổi thơ mà bất hạnh của anh cho em nghe. Giờ trên đây thì nó đâu có thời gian đâu mà để kể hết. Không có thời gian, sao không biết có thời gian. Ngồi cho tôi nói tới sáng luôn đó. Dạ. Từ thả diều tới hái trăm rồi thì nó nhiều lắm anh, nó viết lên nhiều trang giấy lắm. Em rất là xinh, rất dễ thương, hiền. Em thì thấy anh thì cũng được nhưng mà tính em thì hơi nghiêm túc, em cũng ít nói chuyện, ít tiếp xúc với người khác nên anh thấy anh hình như nói nhiều hơn mẹ. Đó nhiều khi đó là một cái ưu điểm của anh á. Con đường từ nhà em về nhà anh thì nó cũng gần. Hồi nãy anh lỡ nói bên kia hai lần rồi, thôi anh cố gắng nhiều lần hơn trong một tuần anh sẽ đến thăm em. Hát bài gì cho bạn gái đi, gò công gì đó. Hát dở lắm nha. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng, về Tây Đô tôi ngồi hát cô nghe ớt trời ơi. Ơi không được. Tiếp đi, đang hay mà trời không ơi. Không tốt là vậy. Mất hứng ghê. Bây giờ nói một câu nào cho nó đàng hoàng, thuyết phục bạn gái người ta mới quyết định bấm nút hay không, nhìn thẳng vào mắt nhau. Nếu em cảm thấy tin tưởng thì cho anh một cơ hội. Hết thời gian. Bắt tay vào cái thấm luôn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định là do bản thân của mình. Các bạn đừng bấm vì tất cả điều gì cả, mà hãy bấm bằng cái đầu và bấm bằng con tim của mình nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Nắm tay nhau trước đi hai em. Một cô gái rất dễ thương đó. Rồi, hãy xin phép hai bên hôn nhau đi bạn. Dạ cô ơi, cho con xin hôn em. Cô chấp nhận thấy chưa đó. Cố gắng lên ha. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 đi chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây là bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối gửi tặng hai bạn. Đây là một cặp gối của nệm Đồng Phú thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Một cái phiếu giảm giá 25% khi mua nệm Đồng Phú trên các chi nhánh trên toàn quốc. Một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Cái TV này sẽ nằm trong căn nhà của hai bạn nếu như hai bạn kết hôn. Mừng con vui quá ha. Mình vui. Miễn là cái tính cách là tiền, biết lo làm ăn, biết quan tâm đến gia đình và đặc biệt là chung thủy như vậy là đủ rồi. Khi mà gặp anh rồi thì em thấy anh giống như là một người rất là thân mến với em, người mà em đang tìm.
thì tình nhân miền Tây là rất là... Thật sự mà nói thì trong mắt anh ấy có một những cái điều rất là chân thành. Tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội thật tốt cho đôi trẻ. Và hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ gửi thiệp cưới cho chúng tôi nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu với mình đi bạn. Dạ, đầu tiên em chào anh Hoàng Linh, chị Cát Tường và chào quý khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Cao Văn An, 27 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Tiền Giang luôn? Trời, bữa nay miền Tây không ha. Làm gì Tiền Giang lên đi hết ông nội. Làm công việc gì? Dạ, công việc của em là nhân viên bên sản xuất giày thể thao xuất khẩu của công ty Đài Loan ạ. À. Em ở huyện nào? Dạ, huyện Trà Gạo ạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Trời ơi. Bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Quỳnh Thị Tuyết Trinh, năm nay em 28 tuổi. Em sinh sống và làm việc ở Đồng Tháp. Tiền Giang với Đồng Tháp sát bên nhau. Chỉ có xíu thôi, lớn hơn tuổi có sao không em? Dạ, không vậy, tuổi tác thì em không quan trọng vậy. Rồi, không quan trọng, bạn gái có ngại gì không? À, nếu bạn nam đồng ý thì em cũng đồng ý. À, dạ. Vậy hay quá. Em có ưu điểm như thế nào? Tính em thì rất là hiền, vui vẻ, siêng năng và có tính tự lập cao. Biết quan tâm đến gia đình, biết nấu ăn, cũng như là chăm sóc trẻ con, đam mê dòng nhạc bolero. Rồi, hồi hát bạn cô ấy nha. Còn khuyết điểm? Em có tật là hay quên. Dù là khi mà em làm việc gì đó thì phải làm cho liền. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết hát, có tham gia thể thao. Chơi môn gì? Taekwondo. Dữ không? Có đai gì không? Sắp lên đây đen nhưng mà lúc đó em thi cao đẳng nên mới đai đỏ hả chị? Quá dữ luôn. Bên kia cẩn thận nha. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hay quên với nóng tính. Rồi sao hai đứa nào cũng hay quên hết trơn vậy? Con gái thích nhạc bolero không? Dạ, em rất thích anh ơi. Rồi, vậy miền là một Tây hồi hai đứa gì? Kiếm bài nào hát chung nha. Tình trường thì sao nè? Dạ, em có một mối tình được 2 năm xong rồi chia tay. Sao chia tay? Tại vì do là nhỏ tuổi hơn em. Với cái thứ hai là bạn nóng tính và hay ghen, kiểm soát em luôn á. Em phải hỏi bạn trai bên kia coi, tại vì bên kia cũng nhỏ hơn đó, có ghen quá không? Em hỏi đi. À, anh có ghen không anh? Ghen nhưng mà ghen đúng mức em, đúng mức đúng chỗ. À, rồi, anh có nóng tính không? Tại vì em nóng tính mà... Nói chung là tính anh thì hiền, nhưng là nóng tính này gặp với hiền là hòa đồng với nhau. À, vậy tình trường của em thì sao? Mấy mối tình rồi em? Có 2 mối tình, em chia tay được gần 1 năm. Hôm đó là đi làm về, em cũng nhắn tin gọi điện bạn á. Thì bạn cũng không nhắn tin lại, là cũng không nghe máy luôn. Ngày hôm sau thì em qua thì em biết là bạn đó là đã có người mới rồi. Gì kỳ vậy, nhanh vậy? Dạ anh ơi, cho em hỏi lỡ như em có công chuyện mà em không nghe máy hay không trả lời tin nhắn được rồi sao anh? Em nghe không được, em trả lời không được thì có thể là khi nào em rảnh thì em trả lời lại. Còn đằng này là không có trả lời gì luôn em. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao hơn em. Cao nhiêu em, cao nhiêu? Dạ em cao 1m62. Dạ chị thấy cao dữ ạ. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em cao 1m7 ạ. Được không em? Cũng được. Dạ được chị. Rồi gì nữa? Vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình, không có nóng tính, không thích bạn trai gia trưởng. Em hỏi thử ảnh thôi, anh có gia trưởng? Anh ơi, anh có gia trưởng không vậy anh? Anh là không gia trưởng em. Có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Dạ mẫu người lý tưởng của em là anh Quyền Linh. Ồ. Rồi còn bạn trai bên kia, mẫu người lý tưởng của em sao nè? Không quan trọng về bề ngoài cho lắm, miễn là cái tính cách là tiền, biết lo làm ăn, biết quan tâm đến gia đình và đặc biệt là chung thủy như vậy là đủ à. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cào nhau vậy. Ví dụ khi mà sai một việc gì đó thì nói khoảng 2 hoặc 3 lần thì đủ nghe rồi, chứ đừng có mà cào nhau càm ràm quá. Nếu mà được thì em muốn khi nào mình tiến tới hôn nhân? Dạ có khoảng 1 đến 2 năm. Có yêu cầu gì phía nhà trai nữa không? Thông cảm được công việc của em, bởi vì công việc của em là bên công tác đoàn á, thì đi hoạt động xuyên suốt à, thường xuyên nói chuyện với vận động thanh niên và tổ chức. Thì thí dụ như phải về Tiền Giang làm dâu thì em có đi được không? Chuyển công tác được thì em đi về bên chồng. Miễn là anh có công việc được ổn định thì chồng đâu vợ đó vẫn được đúng không? Dạ. Chào em. Bạn gái bên này là cực kỳ sợ đàn ông ghen, tại vì công việc của bạn là tiếp xúc với thanh niên là nhiều đó. Cái đó thì về công việc thì em cũng không có ghen cái vấn đề đó à. Mình đang sống với ba mẹ hả? Dạ, đang sống với mẹ. Rồi lập gia đình là mình ở chung hay là mình ở riêng? Dạ thì em trong gia đình thì em là con trai út, nên là ở đang ở chung với mẹ luôn. Em có phải là người lãng mạn không? Nói chung thì cái vấn đề mà trong tình yêu thì em ít khi nào mà dùng lời nghe ngọt ngào lắm vậy.
Em chỉ là thể hiện bằng hành động của mình thôi. Nếu kéo màn lên mà cảm thấy ưng bụng là phải có một cái pha tỏ tình gì đó lãng mạn. Dạ. Nha. Trai này hiền khô à. Chào em gái. Rồi, dễ thương quá. Bạn trai bên đây á, cao ráo ha, hiền từ, nhẹ nhàng. Không có nóng tính đâu, nói thôi với em mà la cái là sợ rồi. Nếu mà gặp chồng mình hiền quá thì sao? Dạ nếu mà chồng hiền thì tốt chứ sao anh? Tốt. Anh này tốt đó. Nhưng mà đừng có ăn hiếp ảnh nha. Ảnh hơi khô khan chút xíu, nhưng mà nếu mà em hướng dẫn đó, em gợi ý thì chắc chắn anh sẽ làm được tất cả. Mấy người hiền là mình phải gợi ý thôi à. Còn điều quan trọng gì thì tụi em quyết định nha. Nay hai bạn có đi với người thân không, bạn gái? Dạ em đi với chị ruột của em. Dạ chị... em chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường, chào em trai và toàn thể những vị quan khách có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em chào chị ạ. Em thấy vui chào không? Em. Em thấy em trai này cũng được, cũng hiền, nhưng mà tùy duyên thôi, tại vì duyên số là cũng do mình tự tạo và nắm bắt một phần. Cũng mong rằng hai em sẽ được hạnh phúc. Còn nghe nói em gãy tương lai thích nhạc Pororo thì hãy về đội của chị sẽ huấn luyện em nhiều hơn ạ. Đám cưới của em chị sẽ làm trực tiếp làm MC ạ. Rồi chị cũng cảm ơn em rất nhiều ạ. Em đi với mẹ em với hai anh trai của em ạ. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường, chào khán giả trong trường quay. Cô cũng nhận xét cháu gái đây cũng được, cũng dễ thương. Nhà chương trình đó cũng giúp đỡ giùm mà cho anh trai của cô thì nó hiền lắm đó. Chứ nó mà nó thì cơm nước đồ nấu ăn đồ thì giỏi lắm đó. Nó có dẫn ai về ra mắt cô chưa? Không có quen mà quen không có dẫn về. Tôi nói quen là dẫn về, còn không có tính trăm năm thôi không có dẫn về. Cô thấy dạ. Đây dẫn về được chưa? Thì dẫn về cũng được thôi. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bây giờ đến giây phút là kéo cái hàng rào này ra để hai bạn gặp nhau. Mở hàng rào. Chào mừng anh dạ. Có món quà nhỏ là cái một chiếc sơ môi để tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Hy vọng rằng em cũng như là cái chiếc sơ môi này luôn xinh xắn và nồng nàn. Dạ. Bây giờ hai đứa coi tính coi hát bài Bolero nào thử coi hợp không? Em thích bài Lại Nhớ Người Yêu không? Anh hát tặng em bài Bolero đi rồi em sẽ hát anh một câu vọng cổ. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, tim phàn em sáng cả đời anh. Vô vọng cổ liền, vô luôn. Còn có đêm nay tâm tình này em xin thốn càng, để sáng mai này thuyền hoa tách bến đưa bước em đi về nơi xứ lạ, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm em đẹp. Sao chị cười cười dữ vậy chị? Dạ tại em hát dở quá. Không phải em. Là không có đàn thôi. Bắt lạc tông chút thôi. Bây giờ hai đứa tâm sự với nhau đi. Dạ anh nhận xét em như thế nào anh? Nói chung này lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em cũng rất là xinh. Dạ em cảm ơn anh. Và cũng hiền. Còn em cảm thấy nhận anh như thế nào? Khi mà gặp anh rồi thì em thấy anh giống như là một người rất là thân mến với em. Người mà em đang tìm. Anh rất là hiền và dễ gần gũi và hòa đồng. Công việc của em là ở bên đoàn trường hay gì em? Dạ bên xã đoàn anh. Xã đoàn. Dạ công tác bên đoàn thanh niên. Lúc trước thì anh cũng là sinh viên, cũng có tham gia công tác đoàn, cho nên là vấn đề đó anh cũng hiểu. Dạ. Anh với em quen nhau và thấy hợp vậy thì tiến tới hôn nhân hay là em cần khoảng thời gian nữa không? Dạ tại vì em muốn tìm hiểu thôi, tại vì em sợ cái người mà nam mà gia trưởng như nóng tính lắm, tại vì tính em đã nóng, em cần tìm một người là nguội để giảm bớt cái tính nóng của em. Em cứ yên tâm đi, anh tính anh hiền, không có nóng tính đâu, nhưng hòa với em được. Dạ. Thế giờ bây giờ cậu nóng quá, cậu quýnh em thì sao? Dạ chắc không có quýnh đâu nè. Thí dụ nóng quá quýnh sao? Thì em làm gì? Chạy. Chắc em nghe nhưng mà em chạy thôi chứ. Chạy thôi hả? Thôi thôi không có quýnh đâu, trừ trường hợp lỡ tay. Lỡ tay. Mà mình làm gì quá đáng rồi. Đúng
rồi, anh thấy bạn này hiền lắm, có gì đâu nói chứ. Bên kia làm gì có chuyện quýnh đây, phải không? Rồi, bây giờ em đang suy nghĩ gì về người đối diện? Và nói tất cả những gì mà mình ấp ủ trong lòng từ nãy giờ, nói cho cô biết đi, rồi chúng ta tiến hành bấm nút. Thì nói chung ngày hôm nay anh với em được ngồi tại đây thì cũng một cái duyên. Anh với em cũng chờ đợi khoảng thời gian cũng khá là lâu mới có cơ hội gặp nhau. Thì anh cũng cái khoảnh khắc này anh rất trân trọng và xem nó như một cái kỷ niệm quý giá nhất của anh cũng như là với em. Em có thích hay xem phim không? Dạ có, nhưng mà thường em xem ở trên TV không ạ. Anh cũng xem phim trên TV không ạ. Anh cũng mơ ước là được một lần ngồi ghế đỏ để mà xem phim. Thì ngày hôm nay chương trình có tặng cho anh với em hai vé xem phim. Thì anh... Ủa có tặng không? Ủa mình dự tính trước anh. Vé đâu cho? Nhưng mà em đồng ý thì chương trình sẽ tặng cho anh với em hai vé xem phim. Không có. Anh em cũng đề nghị. Không có, chương trình này không có vé xem phim. Tự lo. Cái gì còn trên bàn, còn cái gì nữa kìa? Để đây lát em hát một nữa, tặng nữa. Hát nữa, tặng nữa, tỏ tình đó hả? Hiện tại bây giờ em đang ở Đồng Tháp luôn em. Dạ đúng rồi, em làm việc ở Sáng Khánh của huyện Châu Thành. Nói chung thì cũng tương đối gần với Tiền Giang của anh. Anh thì khúc trên Mỹ Tho. Một tuần lễ giờ em rảnh được bao nhiêu ngày? Em đi làm là được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Có hoạt động thì em sẽ đi hoạt động. Anh cũng làm việc giờ hành chính hả anh? Anh làm giờ hành chính không ạ? Dạ. Qua thăm em thì anh sẽ gọi trước báo trước cho em. Em sắp xếp dạ, được. Dạ, tại vì từ Tiền Giang mà qua bên Đồng Tháp em cũng gần. Còn vụ này tới chừng nào mới đưa? Hát hò gì đó. Tặng em một cái văn học này anh sẽ hát một bài tặng em. Lần đầu gặp em anh cứ thương em nhiều. Chắc em là cô Tâm miệng dạ, cô Tâm ngày xưa hay là... Trời ơi. Chung có quên nè. Làm lại, nắm tay vô. Rồi, nhìn thẳng vô mắt nhau hát lại cái bài này tỏ tình lãng mạn đó. Bài nhớ nhiều. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng màu thời gian đến. Bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Rồi. Ok, trở về chỗ ngồi đi em. Một kho tàng nhạc hết bên này đổi bài kia liền. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ, quyền quyết định là ở các bạn. Và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Bấm đi, cặp này được lắm đó, bấm đi. Không bấm thì tôi bấm giùm cho. 3. Hết thời gian. Làm tôi lo chết luôn. Sao chậm vậy em? Dạ tại em có bấm nhưng mà không có lực cho nên không vô. Rung quá hả? Dạ. Rồi nắm tay ảnh cảm nhận sao? Có truyền qua cái miếng điện nào chưa? Tay em thì ấm mà tay ảnh thì lạnh. Nhưng mà hiện tại em cũng đang hơi rung. Không. Em xin phép chị Hưng Trinh. Thấy sao? À được ạ. Con gái thấy sao con gái? Có cảm giác ạ. Rồi nè, bây giờ mới lấy vé nè. Đây là những chiếc vé cùng cùng đạp Cine Box 212 lý chiến thắng. Mời các bạn đến đó xem phim. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa, trị nám, đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối để tặng cho hai bạn. Đây là một cặp gối của nệm Đồng Phú thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Một cái phiếu giảm giá 25% khi mua nệm Đồng Phú trên các chi nhánh trên toàn quốc. Và đây là một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Chiếc TV này sẽ nằm trong căn nhà của hai bạn nếu như hai bạn đồng ý kết hôn. Đi về Châu Thành, Đồng Tháp, ghé ngang chợ gạo. Cố gắng nha, mẹ đang rất là xúc động đó, mẹ đang chờ tin vui đó nha. Hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời. Một ngày chúng tôi cũng đã kết nối được những cái tình cảm. Cho dù ngày xưa giờ họ chưa gặp nhau, nhưng với chương trình họ đã gặp nhau và gặp nhau từ lúc nào luôn quý vị. Thỉnh thoảng thì em cũng hay quên. Như là hồi em khóa cửa nhà, xong rồi sau đó là em gắn luôn cái chìa khóa ở trên cái ổ khóa đó. Xong rồi em đi học. Xong rồi chiều về em thấy cái chìa khóa vẫn còn nằm trên cái ổ nên em mới tá hỏa lên. Không biết trong nhà có bị mất cái gì không mà cũng may quá, không bị mất cái gì hết. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi anh. Rồi mời bạn nữ.
Để tôi. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu về mình. Em là tên là Nguyễn Nhân Toàn. Năm nay em 33 tuổi. Quê em ở Long An và hiện tại giờ em đang làm việc và sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ, em bây giờ hiện tại là em đang làm kinh doanh. Kinh doanh là bán gì? Dạ, bên em này là em thật sự em làm hai công ty. Là một công ty là chuyên về cái lĩnh vực là camera. Và một công ty của em thì là một công ty làm chuyên về ngành mặt hàng đúc. Rồi, mời em. Dạ, em chào hai vị MC, cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Duyên. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc của em là đang làm nhân viên ngân hàng tại Ngân hàng Đại Chúng. Mình nói luôn về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình chút đi. Dạ, điểm mạnh thì em là một người hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh, tốt bụng. Còn về điểm yếu thì em là người sống thiên về tình cảm, nên là thỉnh thoảng cũng hơi thiếu quyết đoán trong công việc và trong chuyện tình cảm. Em cũng hơi thụ động trong các mối quan hệ. Thỉnh thoảng thì em cũng hay quên, như là hồi em khóa cửa nhà, xong rồi sau đó là em gắn luôn cái chìa khóa ở trên cái ổ khóa đó, xong rồi em đi học, xong rồi chiều về em thấy cái chìa khóa vẫn còn nằm trên cái ổ, nên em mới tá hỏa lên. Không biết trong nhà có bị mất cái gì không, mà cũng may quá không bị mất cái gì hết. Như vậy là cái trí nhớ của mình cũng gọi là cũng quên, mà cũng hơi nguy cơ đó. Dạ, giờ bây giờ mình làm ngân hàng mà giờ mình quên một cái món tiền nào đó chắc chết á, đúng dạ, không? Cái chuyện tiền bạc thì em không có quên, nhưng mà mấy cái chuyện mà lặt vặt nhỏ thì em quên. Nhưng mà sau những cái đợt quên đó thì em luôn cố gắng để mình không có lặp lại không những cái công việc đó lần nữa. Dạ đúng rồi. Sao em sợ cái quên đó không em? Nửa giờ quên em luôn đó. Dạ không sao đâu, đừng miễn đi siêu thị hai đứa về mà chạy về nhà trước bỏ em là được rồi. Đôi khi cũng có đó. Một khuyết điểm của mình. Dạ, đầu tiên em xin nói về ưu điểm của em. Vì trong công việc em là sống một người rất là, em bên thiết kế nên là em người rất sáng tạo trong công việc. Em siêng năng cần cù. Còn về trong gia đình thì em là một người biết lắng nghe, biết tâm lý, lắng nghe mọi người. Và bên cạnh đó có nhiều tài lẻ, em có thể nấu ăn, em làm đẹp, làm giường cũng được. Khuyết điểm của em á, em rất là dễ bị xúc động, là em rất là dễ bị tổn thương. Tuy mà bên ngoài em làm quản lý nhưng mà em sẽ là rất là mạnh mẽ, rất quyết đoán trong công việc và trách nhiệm với công việc. Nhưng mà khi em về nhà thì em rất là buồn, tại vì em sống có một mình à. Tại sao 18 tuổi là em đi ra tự lập rồi, là xung quanh em thì người thân em không có. Dạ. Tức là lúc ở một mình có khi nào em bị khóc thầm chưa? Dạ có nhiều rồi cô, con khóc hoài, thậm chí con khóc xong rồi con mệt quá con ngủ luôn. Vậy đó hả? Dạ. Rồi hôm sau là buổi sáng con dậy giống như con sạc pin điện thoại rồi đó. Con khóc được bao nhiêu là hôm sau là con mạnh mẽ, là con tràn đầy năng lượng lấy nhiêu vậy. Mình rồi. Giấu những cái tổn thương của mình khi mà mình tiếp dạ. xúc ban ngày đúng không? Dạ chính cái đó con rất là sợ ban đêm. Như vậy là cần phải lấy vợ ngay và liền rồi. Dạ, sợ cô đơn. Đúng rồi, dạ. Em nói là tiêu chí là có thể lấy vợ là trong vòng 6 tháng trong năm nay luôn, càng tốt. Hay quá. Đường tình duyên mình sao rồi? Em trải qua 3 mối tình. Từ mối tình dài nhất của em là kéo dài 4 năm lần. Thì em là quen yêu xa nữa. Em ở trên Sài Gòn yêu bạn gái không tận ở dưới Tiền Giang được. Hơn nữa bạn gái hơn tuổi em nữa. Ba má em lại không thích bạn gái, nên là em không vượt qua rào cản gia đình. Trời đất ơi. Dạ, thì đó mới lớn là anh có khắc phục gia đình, nhưng mà ba em dạng ba em khó tính lắm. Trời. Lúc đó là cưng bao nhiêu tuổi? Để con 24 tuổi á. Dạ. Bây giờ nếu như em gặp cô kia mà nó hợp tất cả mọi thứ mà về ba không cho nữa thì tính sao? Dạ trước khi là em lên đây là em hỏi ý kiến ba rồi. Ba muốn con dâu của ba như thế nào? Thì ba nói thì thôi bây giờ tuổi của em cũng lớn rồi, ba giao toàn quyền quyết định cho em. Trời mừng quá. Dạ mừng lắm. Vậy khỏe rồi. Dạ ba nói á, bây giờ nếu như thương nhau thì hai đứa về cùng nhau mà gắn bó với nhau, sống với nhau suốt đời đủ lắm rồi, lo rồi, cho nuôi. Khỏe re luôn. Dạ. Nhà gái đường tình duyên sao nè? Từ trước đến giờ em chỉ có một mối tình duy nhất mà kéo dài 5 năm. Và em mới chia tay được cách đây được khoảng 1 năm thôi. Ảnh là người có tính hơi trẻ con. Ảnh thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm. Ảnh thì cũng không phải là lệ thuộc gia đình. Nhưng mà giống như trong tình cảm của ảnh thì ảnh chưa có một cái sự mà tạo cho em một sự tin tưởng là phải bằng mọi giá là phải kết hôn với em, hoặc là phải có được em cho tới cùng. Rồi, chào em gái. Dạ em chào anh Quyền Linh. Bây giờ là chúng ta muốn tìm một mối tình, một tiêu chí như thế nào? Em cần một người đàn ông quyết đoán, có bản lĩnh, có nghĩa là dám nói dám làm,
Dù có bất kỳ khó khăn nào á, thì anh cũng phải vượt qua được. Không thể chỉ vì một cái một chút khó khăn nhỏ như là về gia đình hoặc là stress hoặc là vì những cái mối quan hệ cũ trước đây mà lần lửa nói chung là không có sự quyết đoán trong chuyện tình cảm, phải thấu hiểu mình nữa. Ngoài ra thì em cũng muốn là một người bạn trai đó có thể tạo được cho mình sự tin tưởng, có ở xa hay ở gần á, thì mình vẫn tin là anh vẫn trong lòng anh cũng chỉ có mình thôi. Rồi. Dạ. Nhà trai đáp ứng được bà khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ cái này là em nói 100% luôn anh Nguyên Linh. 100% luôn hả? 100%. Dạ. Cái này lên đây là quyết chiến rồi. Anh cao nhiêu vậy? Dạ em cao 1m60. 60 hôm nay nhiêu? Dạ em 1m62. Rồi. Đó, tôi thấy cũng được rồi. Hợp lý đó. Dạ không sao đâu. Nếu như mà bạn gái của em mà thích mang guốc thì em sẽ mang giày độn. Thì cho bạn gái. Dạ. Rồi giờ cưng nói về cái tâm tư của mình, cái mẫu người bạn gái mà cưng thích đi. Đầu tiên là cái sự chung tình, không có dối lừa với nhau, biết lắng nghe. Chỉ vậy thôi, sau này thì cơm sôi bớt lửa. Ừ. Như vậy là con vui rồi. Chàng trai này mình biết lắng nghe không? Dạ. Coi như bạn nam yêu cầu thì mình thấy mình có bao nhiêu phần trăm cơ? Dạ em thấy em có được 100% á. 100% tại vì, đúng không? Dạ, tại vì em là một người kiên nhẫn, biết lắng nghe. Em dành cả thanh xuân chỉ để yêu một người. Đó. Thì nên là em rất là biết về những cái việc giống như anh nói là hoàn toàn có thể đáp ứng được. Trời, nghe nói đi Nhật hả? Em đi Nhật mới về được 2 tháng. Anh làm bên Nhật 1 tháng cách ly với 1 tháng mới ra xã hội bây giờ. Về cho cũng tích lũy được đủ tiền lấy vợ ha. Dạ, được đó, lấy vợ. Nói vậy cho nhà gái yên tâm nha. Để tôi hỏi bên nhà gái tôi có biết tiếng Nhật không? Nhìn bé này cũng giống người Nhật. Dạ, em biết cái câu Anigato. Đó, có một câu hey, một Doita Shimashite. Cảm ơn. Dạ. Mở rào cho hai bên gặp mặt rồi trò chuyện nha. Mở rào. Đó. Chào em. Dạ em chào. Hôm nay anh đến chương trình. Dạ. Phía sau anh có cái lời nhắn. Dạ. Nếu mà sau chương trình đó em có bấm nút á, cái lời nhắn đây hãy đọc. Dạ. Còn nếu không thì anh xin lại lời nhắn. Dạ. Dạ. Dạ em cũng có món quà muốn tặng anh. Dạ. Mở ra đi cưng. Anh có thể mở ra xem. Thì cái đồng hồ báo thức này em luôn sử dụng bên em mỗi ngày. Thì nó giúp em dậy đúng giờ và báo thức cho em những cái việc mà mình bắt đầu mỗi buổi sáng á. Thì bây giờ em tặng lại cho anh cái chiếc đồng hồ báo thức này, một cái món quà để mình cũng có thể dậy sớm, tập sức khỏe, rèn luyện bản thân, đi làm đúng giờ. Ngoài ra anh cũng có thể là thay chiếc đồng hồ báo thức này để báo thức em dậy mỗi buổi sáng. Dạ. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên mình gặp mặt nhau thì anh thấy em là người như thế nào? Khi lên chương trình, anh nghe cái tiếng em, cái lời chào đầu tiên á, thì tuy anh không thấy em, nhưng nghe cái giọng nói của em là nó ngọt. Dạ. Dạ, cái đó nói chung là nó, anh thì nghe từ mắt nè, tai, thì những cái cảm nhận đầu tiên là gây ấn tượng với anh rồi. Anh thích một người con gái nói giọng ngọt ngào. Và bản thân anh là giọng anh cũng ngọt á. Dạ. Anh có là người hay ghen không? Anh có ghen. Nhưng mà anh ghen theo đúng cái trường hợp như thế nào? Ví dụ, em đi là em làm bên kinh doanh, em đi gặp đối tác. Đối tác có thể là nam, là nữ. Cái đó mình không có thể là control được. Anh ghen nhưng mà em đi, em nói anh trước. À, đối tác em dậy, em về, em kể, anh nghe thì anh sẽ thông cảm, nói chuyện bình thường. Còn nếu như mà em giấu anh chẳng hạn, em có một cái gì đó nó mờ ám, mà để tự nhiên anh phát hiện ra, thì cái đó thì anh sẽ ghen á. Yeah. Anh sẽ điều tra đó. Chứ em mà ngay thật thà, ngay lúc đầu thì không sao được, thoải mái đi em. Dễ lắm. Vậy với những cái mối tình cũ trước đây của anh thì anh còn giữ liên lạc như làm bạn bè hay là hỏi thăm nhau không? Không em, những mối tình của anh một khi anh chia tay thì anh có thể anh chặn Facebook, anh chặn tất cả và anh không gặp lại. Và thậm chí có thể anh gặp trên đường thì anh cũng lướt qua như một người xa lạ thôi. Cái bạn trai cũ của em vẫn còn giữ liên lạc giống như là một người bạn thân thiết vậy. Tại vì chúng em chia tay nhưng mà chia tay trong hòa bình. Thì anh thấy như vậy có cái nào anh cảm thấy là anh không thoải mái không? Em liên lạc điều đó cũng là tốt. Mình chia tay trong hòa bình, mình mất đi một người yêu nhưng mà đến với nhau vẫn là người bạn. Điều đó là anh cũng ủng hộ. Nhưng mà em có gì nếu mà dạng như mà kiểu em có tình ý hay là cái gì đó thì em thật thà với anh. Anh ngay nói lúc đầu rồi, hai đứa thật thà và lắng nghe với nhau. Chỉ mà đôi cương vị người bạn thì không sao cả em. Có gì cứ kể anh nghe, không sao hết trơn á. Anh có tài lẻ gì không hay là anh có nấu ăn ngon không? Tài lẻ. Rất là nhiều tài lẻ ngoài cái chuyên ngành của anh. Thì nấu ăn thì anh rất là thích nấu ăn. Nếu mà cùng với người yêu nấu ăn là còn tuyệt vời hơn nữa. Rồi tài lẻ của anh thêm nữa là anh còn cắt tóc vẫn được nữa.
cắt tóc nam thôi, cắt tóc nữ thì anh chưa. Bên cạnh đó thì anh chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp. Quen nhau đi thì anh có thể dành cho em bao nhiêu thời gian của anh? Trước dịch á thì anh mới về đây được có một tháng thôi. Thì anh làm hiện tại giờ làm tại nhà, anh làm online. Có thể là anh dành cho em buổi tối thì anh làm xong ban ngày. Nếu ban ngày vừa làm thì có thể anh vừa nói chuyện, nhắn tin cho em vẫn được. Trước khi đến với chương trình thì buổi tối em không làm gì cả, anh không làm gì cả. Anh sẽ đọc sách, anh sẽ học, anh sẽ tìm tòi những cái kiến thức mới. Còn bây giờ có em rồi thì thời gian đó anh sẽ dành cho em. Em cũng có một số sở thích như là nấu ăn, rồi em cũng thích nghe nhạc, đọc sách nữa. Ngoài ra thì em cũng có một số những cái tài lẻ như là em thích cover TikTok, hát nữa. Đó là đam mê đó. Ngoài ra em cũng có thể múa cổ trang nữa. Thì em xin tặng anh bài hát Nếu Như Anh Đến của Văn Mai Hương. Thì không biết anh có biết bài này không? Anh có nghe, nhưng anh không có thuộc. Dạ, không sao. Làn tóc rối bờ môi khô, hàng mi buồn mắt đen thật buồn. Ngày qua ngày đợi mong gì, cần nhiều lắm những yêu thương nồng nàn. Trái tim em thôi lặng thầm, có ai cầm tay em, gọi tên em và yêu em những khi giận hơn. Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn, nói cho nhau những hẹn thề. Có ai nếu như ngày anh bước đến, vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình. Trái tim đừng làm em bối rối, biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua. Hay, hay ha, giọng hay ghê á. Giọng ngọt đấy. Thì em có thể biểu diễn một đoạn ngắn của cái múa cổ trang nha. Dễ thương quá. Dễ thương em nhiều. Một cô gái rất là năng động, thấy chưa? Rất là dễ thương. Cái này sao mà giận được, mỗi lần giận lên là giận không được rồi á. Dạ, tại vì bạn bè em mỗi lần mà buồn hay là cảm thấy căng thẳng stress á, là chỉ cần nghe em hát hoặc là nghe em nhảy múa gì đó là quên hết mọi căng thẳng luôn. Là cảm thấy giống như là em có khiếu hài hước và có mang tính chất giải trí cao vậy. Dạ. Trước khi ta bấm nút thì chúng ta hãy nghe ý kiến của gia đình. Kính chào quý vị khán giả, kính chào MC Hồng Vân và MC Quyền Linh của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi là Nguyễn Hà Lâm, cậu của cháu Duyên. Đối với Duyên thì ở nhà tính cách cũng khá là hiền, ngoan, dễ thương. Nhưng mà cháu một tật là hơi nóng giận một chút, và chút sống nội tâm, nên có những cái một chút thì không quyết đoán, nên mong là thông qua chương trình này cháu sẽ có thêm được một người bạn tâm đầu ý hợp, nhất là để chia sẻ những cái vui buồn. Cũng mong là hai bạn có thể là tiến xa hơn trong tương lai. Tôi cũng mong là chúc phúc cho cháu tôi và bạn mọi điều như ý. Thay mặt gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cảm ơn tất cả các bạn đã theo chương trình, cảm ơn hai MC. Lời đầu tiên xin chào tất cả mọi người, chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân cùng bạn nam bên kia. Em tên là Hương, là em gái của chị Duyên. Nhân dịp chị ấy tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, em đại diện cho gia đình có đôi điều muốn nhắn nhủ với bạn nam bên kia. Thì chị em á là một người khá là trẻ con. Nhưng mà rất là hòa đồng, rất là dễ thương. Thỉnh thoảng thì chị ấy rất là ngang bướng. Chị ấy mà quyết một cái gì đó là sẽ quyết đến cùng luôn ạ. Em nghĩ đây cũng là một cái điểm tốt, nhưng mà cũng là một cái điểm yếu của chị. Thì gia đình em á, thì hy vọng bạn em sẽ là một người biết thấu hiểu, quan tâm, chăm sóc. Và cái đặc biệt nhất á, là bao dung. Bao dung cho cái sự trẻ con của chị em, sự ngang bướng của chị em. Và thỉnh thoảng á, em hy vọng là anh chị sẽ trao đổi với nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tại thời gian đầu mà quen á, thì chị em khá là một con người khép kín. Chị thì khó mà mở lòng. Thì em hy vọng á, anh sẽ chủ động nhiều hơn đối với chị em. Chị em thì cũng rất là hiền. Thì
chị ấy sống thêm về tình cảm á, rất là dễ mau nước mắt này nọ. Thì những cái lúc đó hy vọng anh ở bên cạnh, anh sẽ an ủi giúp đỡ chị em. Thật sự thì nhà em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đối với bạn trai hay bạn đời của chị em đâu. Chỉ hy vọng là hai người yêu thương nhau, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. Nhà em cũng hy vọng anh là một con người có tinh thần trách nhiệm và trưởng thành, chững chạc. Nếu mà được, em hy vọng hai anh chị hãy cho nhau một cái cơ hội để làm quen, có thể tiến đến xa hơn sau này. Thì một ngày á, mà anh chị thấy yêu thương đủ đầy, kinh tế đầy đủ thì mình tiến tới hôn nhân. Em xin hết ạ, em cảm ơn. Bé này nó lo cho chị nó ghê luôn á. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Lê Đức Trường Đại, mình là bạn thân của bạn Nguyễn Văn Toàn. Hiện mình đang làm việc và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì giới thiệu về một chút về Toàn thì nó chơi chung với mình cũng được hơn 10 năm rồi. Toàn thì nó rất là dễ tính, rất là hòa đồng. Nó hay giúp đỡ anh em bạn bè, nhưng có cái thì nó hay bị lận đận về cái đường tình duyên. Thì thông qua chương trình thì cũng rất mong chương trình giúp bạn Toàn có thể tìm được một nửa còn lại. Và mình cũng nhờ chương trình gửi gắm một chút về một cô bạn gái của Toàn trong tương lai, rằng nếu sau này có khó khăn gì đi chăng nữa thì cũng mong hai bạn yêu thương nhau và cố gắng vượt qua những khó khăn, và hãy trân trọng những hạnh phúc mình có trong tay. Xin cảm ơn chương trình. Rồi, đó là ý kiến rồi, qua đây của người thân. The Great Wave. Toshiba. Bây giờ thì chúng ta để tay nút bấm các bạn. Cảm giác đây cũng chỉ là một người bạn, không có gì rung động. Chúng ta không cần bấm vì bất kỳ điều gì cả nha. 1 2 3. Bấm hết rồi. Chúc mừng các bạn. Bây giờ các bạn có thể nắm tay nhau. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi đó. Cảm giác của Toàn thế nào? Dạ, cảm giác em hơi run, lâu lắm mới nắm tay được gái. Rất là hồi hộp. Cảm giác của gái? Dạ, em cảm thấy hơi hồi hộp. Từ hôm nay trở đi là không có khóc thầm nữa nha. Không khóc thầm buổi đêm nữa. Có gì em sẽ chia sẻ với bạn gái. Hồi nãy anh tặng em con gấu, có cái lời nhắn ở phía sau đó đó. Em đã bấm nút rồi, thì bây giờ em đọc giùm anh đi. Có bức tâm thư phía sau nữa hả? Dạ, em đang có nói mà. Người ấy ơi, anh đã từng hỏi, anh đã từng chờ đợi em là ai và bao giờ em đến với cuộc đời của anh. Và hôm nay anh đã được gặp, người đó là em đó. Anh hy vọng mình sẽ hiểu nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn trong quãng đời còn lại. Dù cho sóng to gió lớn, dù cho bão táp mưa giông, dù cho cuộc đời này ngang trái bao nhiêu, mình mãi mãi bên nhau em nhé. Xúc động ghê á. Em cũng thấy rất là xúc động. Được rồi đó. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Chương trình tặng bạn kem dưỡng cấp ẩm Relastil Aqua, giúp cấp ẩm và đem lại làn da mịn màng. Sản phẩm đến từ dược mỹ phẩm Relastil, thương hiệu hàng đầu của Ý về tính đàn hồi cho da, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Hai đứa đi bên đây nè. Chúc em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn cô công dân và cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ. Đây, đây cưng. Đi chung. Dạ. Như vậy là chúng ta đã kết nối được cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc mừng. Bây giờ thì sao nha? Chúng ta sẽ gặp cặp đôi thứ hai thôi. Xin mời. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Một người phụ nữ là ngoan, chiền, chịu khó, biết nghe lời. Nghe lời ai? Nghe lời ai? Nghe lời người lớn ạ. Phải nói rõ nha, dạ, nghe lời cha mẹ, rồi mọi người lớn xung quanh.
Rồi có nghe lời chồng không? Em có muốn người vợ phải nghe lời chồng không? Có. Có. Cái điều đấy thì ai cũng mong muốn đó. Về nhược điểm là hơi tự ti, nên là để lấy lại bình tĩnh thì hay gọi là thỉnh thoảng lấy ca vài khúc. À, cái tí lại nhớ ca nhé. Nhưng mà có khuyết điểm là ca nhưng mà không thuộc lời, toàn phải nhìn lời thôi ạ. Xin mời gia đình nhà gái. Để đồ đây em. Rồi, mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình. À, chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn nam cùng chơi cùng với quý vị khán giả. À, em tên là Tình, sinh năm 92. À, em quê ở Hà Tĩnh và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tên cái gì Tình em? Dạ thì Tình thôi ạ, đơn giản thôi ạ. Thiệt Tình hả? Thiệt Tình hả? Dạ. Tên là Thiệt Tình đó hả? Thị Tình. Thị dạ. Nha. Thị Tình. Mẹ em đơn giản lắm, chỉ đặt tên Thị thôi, không có tên gì nữa. Trần Thị Tình. Dạ đúng rồi ạ. Em làm ngành nào? Dạ, em làm chuyên viên hỗ trợ kinh doanh trong một công ty thương mại về xây dựng và về xi măng rồi bê tông ạ. Làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở Phú Nhuận ạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, lời đầu tiên gửi lời chào hai MC anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Ừ, và dạ bạn em kia. Em tên là chị Mân Tú, năm nay em 30 tuổi. Quê quán em là ở Ninh Bình và em đang công tác tại Bình Dương. Tú làm gì Bình Dương? Tú công việc của em là bên chất lượng, bên kỹ thuật. Bây giờ Tú có thể nói ưu điểm khuyết điểm mình cho Tình nghe đi. Ưu điểm của em thì em rất là nhiều, như ví dụ là biết ca hát một chút, biết nấu ăn và biết lo trong việc trong gia đình và có trách nhiệm về trong công việc và yêu thể thao. Khuyết điểm á? Khuyết điểm của em thì lại có cái tính hơi bảo thủ một chút và hay quên. Bảo thủ dữ không? Cũng ít ạ, tại vì là nhiều khi tranh luận với bạn bè hay là đồng nghiệp bây giờ cũng ít ạ. Đúng rồi, mình làm kỹ thuật mà đôi khi mình phải bảo thủ những cái ý tưởng của mình đó, đúng không? Dạ vâng. Rồi, con Tình. Em thì ưu điểm cũng ít lắm. Ví dụ trong cuộc sống thì lạc quan, có biết hát. Người Hà Tĩnh là hát hay lắm á. Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Lâu lâu thì trong một cuộc vui nào đó, về nhược điểm là hơi tự ti, nên là để lấy lại bình tĩnh thì hay gọi là thỉnh thoảng lấy ca vài khúc. À, tới tí lại nhớ ca nhé. Dạ. Nhưng mà có khuyết điểm là ca nhưng mà không thuộc lời, toàn phải nhìn lời thôi ạ. Không sao, bây giờ thuộc bao nhiêu mình hát bấy nhiêu. Bây giờ thì mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Ừ, tình duyên đi. Dạ, em có hai mối tình. Một mối tình là gọi là khi sinh viên á. Ừ. Dạ, là có một quen một chú bộ đội. Dạ, quen được bao lâu? Dạ, được trong khoảng thời gian 2 năm. Tiếp theo thì gần đây, cách đây hơn một năm em cũng có quen một bạn để gọi là tiến tới. Nhưng mà sau thời gian quen thì thấy không phù hợp nên là dạ. Tìm hiểu được mấy năm cơ? Dạ, tìm hiểu cũng được hơn 6 tháng. Hơn 6 tháng, dạ. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, cũng hơn một năm rồi. Còn đường tình duyên của Tú như sao? Em thì có một mối tình cách đây năm khoảng 2010-2011 ạ. Mà cũng lâu rồi. Đấy thì cái do là em công việc chưa ổn định, giờ là còn trẻ nữa thì bên gia đình họ cũng không đồng ý. Cũng yêu nhau được hơn một năm. Nhưng mà đến khi mà hai người đến với nhau và nói chuyện thẳng với nhau ấy, thì đến gặp phụ huynh nhưng mà phụ huynh không đồng ý. Nói chung lúc đó sự nghiệp cũng chưa có gì, dạ chưa vâng. Có ổn định nên phụ huynh cũng lo. Dạ vâng. Bất cứ cha mẹ nào mà thấy con mình đến một cái người nào đó mà không có công việc ổn định đúng cũng lo đó. Dạ ha. Thôi bây giờ mình cũng ổn định công việc rồi đúng chưa? Dạ vâng. Bây giờ đã thời điểm chín mùi rồi để lấy vợ chưa? Dạ đến rồi. Đến rồi đúng không? Vâng. Mà Tú là độc thân mấy năm rồi Tú? 90 năm rồi ạ. Lâu lắm rồi đó. Trời ơi, 10 năm rồi, bên đây ta mới có 1 năm thôi nha. Tú muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào nè? Một người phụ nữ là ngoan, hiền, chịu khó, biết nghe lời. Nghe lời ai? Nghe lời ai? Nghe lời người lớn ạ. Ừ, phải nói rõ nha, dạ, nghe lời cha mẹ rồi mọi người lớn xung quanh. Rồi có nghe lời chồng không? Em có muốn người vợ phải nghe lời chồng không? Có. Có. Cái điều đấy thì ai cũng mong muốn ạ. Không muốn gì mình nói được đúng hay không ta mới nghe chứ. Nhiều khi nói sai ta đâu có nghe đâu. Đúng không? Bây giờ phải sòng phẳng thôi, bình đẳng với nhau. Nam hay nữ cũng vậy, nói đúng hay không thôi đã. Nhưng mà vợ chồng phải nhường nhịn nhau chút xíu. Nhưng nhiều khi nói sai bắt ta nghe đâu có được. Đúng không? Em thì thích phụ nữ này hay nhõng nhẽo một chút. Đó, nhõng nhẽo dễ thương ha. Dạ vâng, bây giờ chị. Chào cưng. Ví dụ như giờ gia đình bạn này giờ không cho em quen nữa mà bạn này nghe lời gia đình bạn thì em tính sao? Cũng như mối tình đầu trước em thì cũng phải thuyết phục. Phải có thời gian. Nói tóm lại là biết
biết nghe những cái điều đúng đó, vâng. Cho dù là ai cũng vậy hả, đúng là mình nghe, còn chưa đúng thì mình phải biết đấu tranh, mình phản biện lại, đúng không? Dạ vâng. Về chuyện tình cảm thì lại không biết cách bộc lộ, không biết cách nói chuyện, cho nên là đến bây giờ vẫn để độc thân. Bây giờ nếu như mà không biết cách nói chuyện á, thì mình viết tâm thư mình gửi qua mail hay là nhắn tin gì đó, không? Dạ, vâng. Nói lên cái nỗi lòng chứ đừng có im lặng nha. Im lặng đôi khi là người ta không có hiểu. Để qua coi nhà gái coi. Dạ, à, chạm gái, dạ. Dễ thương ha. Hơi cá tính nè, dạ. Cuộc sống là hơi tự lập nè nha, bản lĩnh nè nha, chứ không có đơn giản đâu. Bên đây trời ơi, cũng là quản lý kỹ thuật mà. Bây giờ thì em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì chiều cao là khoảng 1m7 đổ lên. Tại vì bên nữ là cao đến 1m63. Đây chắc chưa tới 1m7 ha. Dạ em 1m65. Không được, hai không được rồi. Được rồi. Dạ. Rồi. Về tính cách thì không gia trưởng trong mọi hoàn cảnh á, thì luôn muốn vươn lên để gọi là vượt qua. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở rào cho hai bạn trò chuyện để có thể hiểu nhau nhiều hơn nha. Bạn Tú với bạn Tình. Tú Tình, Tình Tú. Mở rào. Bắt đầu đi Tú. Dạ. Chào em. À, em chào anh. Anh không muốn quà này. Dạ, em cảm ơn anh. Em. Dạ. Anh hy vọng là mỗi khi em nhìn thấy con gấu bông này em sẽ nhớ đến anh. Dạ, em cảm ơn. Gấu hay heo? À, con heo ạ. Dạ. Rõ ràng chứ, phải rõ ràng. Đây, đây, đây chị cầm giùm cho. Rùng quá, heo nó thành con gấu. Ừ. À, em cũng có món quà tặng cho anh. Đây là cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Hy vọng anh đọc được và sau khi đọc thì sẽ hiểu hơn. Thả hai bạn lần đầu tiên gặp nhau mình cảm nhận thế nào về nhau? Anh lần đầu tiên nhìn thấy em thì em rất là dễ thương, đáng yêu. Giọng nói thì đúng như anh cũng đăng ký với chương trình, anh thấy rất là phù hợp. Còn em nghĩ sao về anh? Dạ, em cũng có ấn tượng về anh. Tuy là nó là 1m65 nhưng mà nhìn cũng khá là cao, khá là cân đối. Ví dụ như tương lai sắp tới thì anh tính là anh sẽ ở trong này hay là anh về? Như anh đã tính là làm ở quê. Nhưng mà bây giờ là ở đâu hiện tại, ở đâu phát triển được, kinh tế được thì mình sẽ phấn đấu mình làm ở theo ở đó. Dạ. Chứ anh thì đang tính là về quê đấy. Cũng dạ. Có đất chuẩn bị là cuối năm nay làm. Ninh Bình bây giờ phát triển lắm nha em. Dạ, có vâng. Chùa Bái Đính nè, có khu du lịch Trường An nè, rất là nổi tiếng luôn. Em thì cũng hay thích đi du lịch đó đây nhưng mà chưa được khi nào được ghé Ninh Bình hết á. Điều này này anh rất là mong muốn được cùng em về Ninh Bình, sẽ đi Tràng An và Bái Đính. Ví dụ mình có hẹn hò thì một tháng thì mình gặp nhau mấy lần. Thứ bảy em chỉ làm nửa ngày thôi, em rảnh cả ngày chủ nhật và nửa ngày thứ bảy, nên là tùy công việc của anh sắp xếp thôi, cho anh chủ động. Dạ. Bao lâu thì chúng ta có thể tiến tới hôn nhân? Em thì thường là cuối năm hoặc là sang năm. Dạ. Không biết bên nhà gái thế nào? Em thì cũng tầm đó, khoảng tìm hiểu nhau thì chắc là phải khoảng một năm. Trai anh thích con trai, anh con gái, anh thích mấy đứa? Anh thì trước thì anh bảo là như mấy đàn anh trước ấy, lúc nào cũng thích con trai, nhưng mà anh thì ai cũng được. Thì con gái cũng được, con trai cũng được. Thế hỏi các cụ chưa? Bố mẹ thích con trai, con gái? Thì các cụ thì lúc nào cũng thích con trai rồi. Bây giờ thì hai bạn có thể hát đi. Hát cho luôn cái gì đi. Đó. Thích. Hà Tĩnh hát hay nè. Trao đổi. Hả? Về Hà Tĩnh người ơi. Em nãy ngồi trong khán đài là chuẩn bị ghi ra lời bài hát để giờ cầm giấy hát. Rồi. Nhớ lắm anh ơi, vu vơ những câu dân hơn. Mỗi khi nhớ đến anh, em hay trách móc vô tư, nghẹn ngào tại anh không buồn vì em. Tại anh chẳng chết xếp, sẽ chia vỗ về để bây giờ em nhớ em mơ. Bây giờ trước khi hai đứa đưa ra quyết định thì chúng ta sẽ nghe ý kiến người nhà nha. Em xin gửi lời chào tới hai MC chương trình, anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và gia đình bên nhà gái. Em là đồng nghiệp của anh Tú. Hôm nay thì anh Tú lên sóng truyền hình và muốn hẹn hò. Em có đôi lời gửi tới nhà cái bên kia là anh Tú là một người rất chịu khó và có trách nhiệm trong công việc cũng như là chuyện tình cảm rất là nghiêm túc. Em mong hai người sẽ tạo điều kiện cho nhau có một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Mời đại diện nhà gái. Em xin tự giới thiệu, em là Minh, là chị gái của bé Tình.
Lời đầu tiên, cho phép em gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể mọi người. Gia đình chỉ mong là bé gặp được một người tâm đầu ý hợp và giúp gia đình tháo gỡ quả bom nổ chầm này là gia đình đã là rất là vui rồi. Và em xin chân thành cảm ơn và tạm biệt chương trình. Trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì Tú hay nói tất cả những gì tình cảm mà mình dành cho Tình đi. Và anh chỉ muốn nói với em rằng là anh không phải là người đến trước cũng không phải người đến sau, nhưng anh chỉ mong sẽ đem đến hạnh phúc, sẽ có thành công và phát triển về tương lai, và điều quan trọng hơn là có cả chúng ta. Đồng ý nhé. Em thấy là anh với em gặp nhau ở đây là cái duyên, thì nếu mà muốn tìm hiểu nhau thì cho nhau cơ hội thì bấm rút. Cảm ơn. Dạ. The Great Wave. Toshiba. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta có 30 giây để suy nghĩ. Con tim mình có mách bảo điều gì hay không? Và hãy làm theo những điều mách bảo con tim đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng, hai bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Chúc mừng hai bạn nhé. Tay nhau thật chặt xíu, tay nhau thật lâu. Có thể đây là một cặp đôi có nụ cười giống giống nhau, một nụ cười rất là hòa hợp với nhau. Cái cảm giác cảm của em, của này em như thế nào? Lúc này thế nào? À dạ, cũng vui và run. Vui và run. Dạ. Tức là cái con tim bắt đầu có một cái sự thay đổi không hề nhẹ rồi đó ha. Dạ. Dù sao thì cũng chúc mừng sự quyết định của hai em. Dạ. Chúc em sẽ thật nhiều may mắn và hãy chăm sóc mối tình này để có thể thăng hoa, để đi đến cuối cuộc đời này. Đây là những món quà từ chương trình gửi tặng cho các bạn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Chương trình tặng bạn kem dưỡng cấp ẩm Relastil Aqua, giúp cấp ẩm và đem lại làn da mịn màng. Sản phẩm đến từ dược mỹ phẩm Relastil, thương hiệu hàng đầu của Ý về tính đàn hồi cho da, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetic. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi, cảm ơn hai bạn, chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn. Đây, hãy giữ lấy món quà này. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Dạ. Hãy đọc nó. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn. Rồi. Em điền này đi chứ chị đưa con heo, chị đưa con heo xuống sau. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.
Bây giờ thì chúng ta để tay nút bấm các bạn. Cảm giác đây cũng chỉ là một người bạn, không có gì rung động. Chúng ta không cần bấm vì bất kỳ điều gì cả nha. 1 2 3. Dạ, cảm xúc hiện tại của em bây giờ là rất là hồi hộp. Và em hy vọng tìm lại một nửa của em, một người bạn gái của em như ý em đã đề ra từ ngày lúc đầu với chương trình. Em một người con gái của em, em chỉ cần một người con gái dễ nhìn phúc hậu, biết yêu thương, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình và chung thủy với em. Ngoại hình thì đối với em thì em rất là đơn giản, em không cần phải là đẹp, hay là chỉ cần yêu cầu nhà dễ nhìn thôi, chiều cao từ 1m6 đổ lại, tóc dài. Em cao 1m62. Dạ em cao 1m60. 60 hôm nay còn nhiêu? Dạ em 1m62. Rồi đó, tôi thấy cũng được rồi, hợp lý okay. Đó dạ tôi không sao đâu, nếu như mà bạn gái của em mà thích mang guốc thì em sẽ mang giày độn. Điểm ấn tượng của bạn gái đầu tiên là ánh mắt, và sau đó là nụ cười. Điều đó là đập trực tiếp vào được trực diện của em. Vấn đề mà do dịch, tình hình dịch, mình gặp bạn gái mình không được nắm tay bạn gái, không được hôn bạn gái trên ngay chương trình, thì trong thời gian tụi em tìm hiểu thì có chuyện đó tụi em nắm tay và tụi em hôn thì có chuyện cả đời. Cái vấn đề quan trọng của em là hai người có hiểu nhau, hòa hợp nhau hay không. Dạ ngay lúc đầu á là em muốn tặng cho bạn gái là hoa, nhưng mà hoa rồi nó sẽ tàn, nhưng mà nó nói chung là nó đẹp một thời gian nào đó thôi. Nhưng còn chó và gấu á, thì gấu bông, thú bông á, thì tặng cho bạn gái có thể về nhà ôm mà mân mê và có thể là cảm nhận được từ cái bàn tay của mình, nó sẽ món quà nó sẽ ý nghĩa hơn. Nhưng giữa chó với gấu á, thì em thấy gấu bông, nhưng em đối với em sẽ thích chó hơn, tại vì tên chú chó là chó Shiba, nên là chú chó Nhật Bản, thì em cũng từ bên Nhật Bản về, nên là em thích chó, nên là em nghĩ rằng, hy vọng rằng bạn gái cũng cùng sở thích giống em như vậy. Mình có cảm giác một chút hơi hồi hộp, tại vì mình sắp được gặp một nửa mà mình đang mong đợi, nên mình hy vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp. Mình thích một người đàn ông trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm, quyết đoán, kiên định, có chín chắn, họ có thể tạo cho mình được sự tin tưởng dù ở gần hay ở xa, thì vẫn có thể mình có thể luôn tựa vào được và tin tưởng họ để cùng họ đi đến những chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Em cũng muốn là một người bạn trai đó có thể tạo được cho mình sự tin tưởng, có ở xa hay ở gần thì mình vẫn tin là anh vẫn trong lòng anh cũng chỉ có mình thôi. Rồi. Dạ. Mình tặng một chiếc đồng hồ báo thức cho bạn nam. Mình mong muốn rằng là cái chiếc đồng hồ báo thức này thì luôn theo mình, để mà vào một buổi sáng khi mình thức dậy thì bây giờ mình tặng cái món quà này lại cho bạn nam. Cũng có ý nghĩa là sau này anh ấy sẽ là người đánh thức mình dậy mỗi buổi sáng thay vì chiếc đồng hồ báo thức này. Lúc đầu mình chưa bấm nút đó, mình rất là hồi hộp, nhưng bây giờ mình hạnh phúc, sự gọi là thành sự hạnh phúc vỡ hòa, một cái hút rất là có hậu, rất là như mình mong đợi. Dạ cảm giác em hơi run lâu lắm, mình nắm tay đừng gái. Rất là hồi hộp. Cảm giác mình cảm thấy rất là vui, bởi vì mình có thể tìm được một người tri kỷ thế. Tương lai của mình thì bây giờ hạnh phúc mình, tương lai mình cũng đã suy nghĩ rồi, thì bây giờ về hai đứa sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa. Kinh tế của mình á, hai đứa sẽ tiến hành đó, tại vì anh thích, ngay lúc đầu anh rất thích kinh doanh, còn bạn gái mình cũng có mà là công dân kinh tế và mới kinh doanh đó, thì hai đứa sẽ làm ngoài công việc ở trên công ty về, mình còn muốn làm thêm một cái gì đó kinh doanh hơn nữa. Yeah, thì mình thì cảm thấy là mình sẽ dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn về bạn nam này. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta có 30 giây để suy nghĩ. Con tim mình có mách bảo điều gì hay không? Và hãy làm theo những điều mách bảo con tim đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng.
hai bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Thật sự rất là run. Cái điểm ngoại hình là dễ thương và luôn có cái tính là cầu tiến. Trước khi mà lên sân khấu thì cũng hơi hồi hộp và cứ suy nghĩ không biết là bạn mà mình gặp sẽ như nào. Nói chung là cũng tò mò. Sau khi lên sân khấu thì gặp bạn đối tượng của mình thì thấy cũng khá là hài lòng. Và hy vọng là sắp tới sẽ có những gọi là kỷ niệm đẹp và có kết thúc tốt đẹp. Về cái gọi là như em cũng phiếu đăng ký á, thì là mong muốn của mình là trên 1m7 để khi mà đi cùng nhau thì sẽ cân xứng. Nhưng mà trong cuộc sống thì không phải là mỗi ngoại hình nó chỉ là đóng góp một vấn đề, một phần rất là nhỏ, nên là gọi là những thứ khác nó sẽ bù đắp được. Thứ nhất là về ngoại hình thì chiều cao là khoảng 1m7 đổ lên. Tại vì bên nữ là cao đến 1m63. Đây chắc chưa tới 1m7 ha. Dạ em 1m65. Cảm nhận sau vừa rồi thời gian mình ghi hình ấy, thì bạn gái rất là dễ thương. Mình cái giọng nói lại cùng với hợp với mình nữa, mình rất là thích. Còn tỷ lệ phần trăm thì chắc chắn là mình sẽ nắm 100% rồi. Lần đầu thì lên chương trình gặp bạn ấy thì thật sự thì cũng hơi bối rối, rất là run. Còn không như kiểu là mình bây giờ là một bạn cưới, ăn cưới mà mình đến, mình tham gia, mình hát tặng bạn ấy thì mình là chủ động. Thế chủ động thì mình có thể học được bài này, thuộc bài này mình hát. Nhưng mà đến khi gặp bạn ấy thì không biết là bạn ấy có ưng không. Nhưng mà đến đoàn kết thì bây giờ thì hai bên đều nắm tay nhau, đều là đã biết kết quả là sẽ là ưng rồi ạ. Tương lai thì như ở đâu phát triển tốt thì mình cố gắng, bao nhiêu năm của mình cống hiến ở bên ngoài rồi thì bây giờ mình cố gắng làm sao phát triển được ở cái nơi mà tốt nhất, gia đình và sau này cho con cái. Thực tế là trước đây mình cũng luôn suy nghĩ là khi mà mình ra gọi là mình đi làm, sau cuối cùng á, khi mà có gia đình rồi thì cũng phải gọi là chọn một nơi để vun đắp và sẽ gọi là cũng mở một cái gì đó cho bản thân mình. Đó thì hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn trai và ví dụ như ở đâu không quan trọng, quan trọng là ở đó có ai thôi. Trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Con thích làm dâu tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Mẹ em chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung là tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ em hiểu với đồng cảm. Em được mình danh làm mê cho đẹp, trai qua đi sống muối. Bắt làm chim đậu, ở đâu có mồi, bắt chim cu sẽ tới. Thôi rõ con chim cu nữa. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.